Nếu mà nói về hành căn thì cô này cũng phải có một cái sự căn, mà căn bên cái phần ông bà của cô. Vì hết người dân tộc á, hầu hết người dân tộc thì phải có ông bà theo. Dạ. Đó, vậy. Vậy là cái căn của cái cô Ven này là căn của bên người dân tộc nói của cô. Tiếp tục là nói chỗ này. À, cái cô đó đó bây giờ là bị cái vấn đề người ta dụ dỗ, vừa cả thân xác mà vừa cả cái lợi dụng. Bây giờ muốn hết cho cô đó thì phải tìm cái người nguồn gốc của gia đạo của người đó, dòng họ người đó đó. Dạ. Coi ngày xưa tổ tâm của mình cúng cái gì. Ừ. Nếu ai biết cúng bên tổ Trần Năm là người Miên là cúng bên tổ Trần Năm thì cô hết. Mà nếu đã cha mẹ ông bà tổ tiên thầy tổ người ta đã hành rồi, tôi đố thằng nào ở thế gian mà lại trị được. Yeah. Đó cho biết vậy. Dạ rồi, thì nông dân miền Tây Vlog chào quý chú anh chị nha. Thì hôm nay ghé thăm Huynh Ngà cũng như cũng có một vài câu hỏi của các quý vị khán giả nhà nông dân hỏi thêm về Huynh Ngà. Nhưng trước tiên thì cho nông dân gửi lời chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị cùng các bạn nha. Thì cũng gửi lời chúc sức khỏe Huynh Ngà luôn ha. Rồi, thì qua cái nhiều sự việc vừa rồi trên cộng đồng mạng có một cái hiện tượng gọi là cô Ven, không biết Huynh Ngà có nghe cái vụ đó hay không? Có nghe. Dạ. Thì nhiều người á, có người thương, có người ghét, có người chê, nói là cô Quen này là một cái dạng như hành căn giả. Như theo Huynh Ngà nhận xét là như thế nào hả Huynh Ngà? Cái mình nói chỗ này đó. Dạ. Theo cái người Việt á. Dạ. Cái người Bắc thì có thể mình nói là giả. Ừ. Nhưng mà cái người về bên cái phần người dân tộc là nó cũng phải có 100% cái vấn đề này. Dạ. Nhẹ hay là nặng thôi. Còn về cái dân người ta hành đó là vấn đề là đau bệnh hay là vấn đề có căn tu đó cũng có phước phận của ông bà ta. Yeah. Mình không có gia chậm tới phần đó. Nhưng mà còn nói về cái vấn đề là cũng xáo trộn mà có những cái cô bác không hiểu đó. Ừ. Hay là những cái người chân tu hay là người ít nhiều thì tôi không biết. Nhưng mà có cái đánh giá người ta thì không có bước vào cái con đường để mà biết cái quốc độ của người ta. Cái thứ nhất, không biết cái nguồn gốc thầy tổ của người ta. Cái thứ hai, không biết cái sứ mệnh của người ta. Cái thứ ba nữa là không biết đời và đạo. Dạ. Yeah. Có đôi khi có người đó xuống phải thử lòng chúng sanh để coi phải chịu cái ngu, cái dại, cái chửi mắng đủ số hay cái ê chề gì. Dạ. Yeah. Để cho cái người tu đó là bước lên cái con đường đạo của mình. Nhưng mà cái đánh giá chỗ này, cô bác, anh chị em là tu hành với nhau. Dạ. Yeah. Mà không hiểu được cái chân lý của Phật Pháp, không hiểu được cái quyền di, không hiểu được cái căn cơ của người ta, cho nên mới đánh giá người tu giả tu dối. Ừ. Còn cái phần nữa là tôi nói chỗ này, trên con đường tu nó phải cách trở bao nhiêu màn lớp chứ không phải nói dễ như mình. Nếu cái người nào tu mà không cách trở là người đã tu dối. Dạ. Yeah. Tu giả tạo. Còn đúng ta Phật Pháp Như Lai thì hành cần dữ lắm chứ không phải những chơi. Hành đôi khi phải tan xương nát thịt để coi cái người này có chịu quả nổi ở thế gian hay không. Dạ. Yeah. Là vậy. Còn nói về cái quốc độ, coi nó có nó nhiều loại nữa. Nó cộng có ba cái yếu tố. Một, cô này còn quá trẻ. Dạ. Yeah. Bị cái biện đời nguyền rủa là vấn đề thế này nè. À, với vấn đề như là có chồng sớm. Ừ. Hôm nay mới 26 tuổi. Dạ. Yeah. Thì nghe mình cũng được có nghe nói là đã có hai đời chồng. Dạ. Yeah. Cái vấn đề có đôi khi cái cô này chịu nhiều cái nghiệp quả. Bây giờ mình tôi giải thích bên cái nghiệp quả đời trước nè. Cô này phá đời phá đạo ta. Ừ. Phá gia đình ta thì đời nay phải chịu vậy đó, phải chịu trăm cay ngàn đắng như vậy, rồi đời nay vậy phải chịu cái quả báo. Một cái thứ nhất đây mình nói về cái không phải cô này là hành căn. Nếu mình nói về hành căn thì cô này cũng phải có một cái sự căn, mà căn bên cái phần ông bà của cô. Vì hết người dân tộc á, hầu hết thì dân tộc thì phải có ông bà theo. Dạ. Đó vậy. Vậy là cái căn của cái cô Ven này là căn của bên người dân tộc của cô. Đa số dù bất cứ ngôn ngữ nào quốc, nói chung là người ở thế gian mình, tổ nào hay là họ nào cũng phải có thầy tổ cho vậy hết. Dạ. Yeah. Đã biết nghe kinh nghe giảng thì nói thời kỳ này trời Phật đó là cho ông bà trở về độ chị con cháu, khảo con cháu. Yeah. Là một cái thứ nhất. Đó mình nói là cái góc độ là những người anh chị em tu đó còn thiếu nhận xét ở chỗ đó ha. Chưa gì là mình đã lên án người ta rồi. Yeah. Còn ở thế gian nè, mình không tu thấy miệng đời thì vấn đề đó là có những cái là mình phê phán người ta cũng phải suy xét lại. Cô này còn quá nhỏ, cô phải chỉ cái miệng đời người ta phải là game pháp. Yeah. Đúng không? Với cái lực tu của cô ấy cũng phải có cái giới hạn chứ không phải vậy.
cộng thêm bây giờ lên anh em nhớ là cái áp lực là giờ cái hoàn cảnh của ấy là hai chồng đều dân vợ. Dạ. Thì hôm nay thì vậy, những cái người là còn trẻ ngắm vào cô này thì cái chuyện đó là không thể tránh được. Dạ. Đúng như là bị một cái dụ dỗ ở thế gian, là tình đời ở thế gian. À, mình nói tiếp tục là nói chỗ này. À, cái cô đó đó bây giờ là bị cái vấn đề người ta dụ dỗ, vừa cả thân xác mà vừa cả cái lợi dụng cái tinh thần. Dạ. Mượn cái danh của cô này là hành căn đó. Bây giờ tôi không nói là cô bác anh chị em ở trên thế gian này là trên YouTube ha. Dạ. Thế gian mình nói thế gian đi, lấy thấy cái lòng thương là thương cô này, hoàn cảnh cô thôi. Cái dạ, tôi nói thật chưa có ai hiểu về cái phần căn cái người bị hành. Dạ. Nếu người nào bị hành tránh mới biết được cái hành trực khổ gian lao như thế nào, đường đi như thế nào. Còn người nào mà tu mà còn vấn đề mà còn nhẹ nhàng quá, hay là còn vấn đề là còn im ái quá, hay là chưa thấy hoàn cảnh này thì chưa gọi là tu. Tôi nói vậy. Cái gì trong cái vũ trụ này, bất cứ có nhiều người gặp tôi cũng nói con đường đi này gian lao lắm chứ không phải nhỏ. Còn nói về cái bắt độ bây giờ đừng có lên mạng nói cái dân bùa chú bùa phép gì chứ. Có đôi khi cái cô này còn quá nhỏ. Dạ. Kinh nguyệt không đều, máu huyết không thông, cho nên vì cổ suy nghĩ nhiều quá, gọi là căng dây kinh. Dạ. Gọi là nó bị tà huyết. Tà huyết. À, à. Cái hành căn thì phải có một hành căn cái người theo và thời kỳ ông bà dễ gọi. Nhưng dạ, mà cộng thêm cái này nữa là tôi nó không có ai mà chị được. Ừ. À, chứ còn đừng nói ai mà nói bùa phép mà đó nó mà chị được là cái vấn đề đó là vô lý. Là vậy. Còn cái vấn đề tôi nói chỗ này, đôi khi cái người cô này còn quá trẻ, cổ bị đau trong mình, phải không? Dạ. Cô không có gần gũi để chồng con, cho nên chồng con là này nọ vấn đề đó, rồi vấn đề là thù và hận cổ mới đi kiếm người này người nọ phá cổ. Giống như là bị yếm bùa hay là bị bùa gì đó. Thì mình cũng đại loại là vậy đi. Dạ. À, thường thường nó nói, à, mày ở với tao không được rồi tao phá mày, cho mình đừng ở với ai. Dạ. À, mình nói là vậy. Mà không có biết cái vấn đề thương người ta phải thương cho chót, cái vấn đề không hiểu rồi đàm phán tùm lum. Dạ. Yeah. Thì ý tôi chỉ nói gì thôi. Bây giờ muốn hết cho có đó thì phải tìm cái người nguồn gốc của gia đạo của người đó, dòng họ người đó đó. Dạ. Yeah. Coi ngày xưa tổ tâm của mình cúng cái gì. Ừ. Nếu ai biết cúng bên tổ Trần Năm là người Miên là cúng bên tổ Trần Năm thì cô nó hết. Nói vậy. Vậy là tổ Trần Năm là đó nó như thế nào hả huynh ạ? Thì nói chung cái tổ Trần Năm thì cái đại loại thế này nè, cái người dân tộc nó lễ nghĩa lắm, cũng như là cúng chờ Phật cũ quyền của nó. Ừ. Cũng như bên đây mình cúng chờ Phật Tam Bảo của mình vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái người dân tộc thì tôi cũng nghe người ta nói là ai cũng cúng tổ Trần Năm. Ừ. Là bên cái gia tộc của người ta, của quyền chánh của người ta là ông bà tổ tiên ta vậy đó. Dạ. Cái này cũng tương tự như là người bên thế gian mình bị ông này bà nọ hành vậy đó, y gan vậy. Dạ. Không có biết cái đi vòng hoài đâu có giải được. Giờ mình người ta hành, người ta muốn diễn chuyển cho con cái ta. Trước hết là thời kỳ này có quốc độ, nếu theo đúng theo luật pháp hành thì tôi nói thế này. Cái cô này hành, nếu mà mình đừng nói tới ai ám hại ha. Dạ. Cái tuổi cô này có chồng có con thì hành là tránh, chứ không phải là tà. Vì ông bà hành rồi không có cho có vợ con đâu. Ừ. Có chồng có con đâu. Là không có cho gần gũi về xác thịt với người khác. Ừ. Với cái người khác giới. Ừ. À, nhưng mà cũng có nhiều thông tin là cái cô này được cặp với người này người kia rồi, như vậy thì mình cũng chưa biết thật sự hư đúng hay sai. Tôi nói cho nghe nè. Dạ. Vì cái người chưa có bị hành căn cho nên là không biết cái trò đời thì không tránh khỏi đâu. Dạ. Dạ. Tại vì cái cơ thể là bị hành rồi là nói chung là không có biết mình mấy. Đó, rồi nó khiến cái này cái nọ tùm lum hết. Cộng thêm cái là cái ngũ quẩn bên ngoài đó. Dạ. À, ngũ quẩn bên ngoài đó. Thì nói chung ra tôi nói thế này nè, nếu cái người mà hành chánh thì nó còn minh mẫn sáng suốt. Dạ. Còn mà bị hành tà, đôi khi có một hai thằng chánh mà cả chục cái thằng tà nó vô nó chen. Dạ. Thì phải chịu cái cảnh cám dỗ. Mà cái cám dỗ vì đời đạo bùa phép thì vấn đề tôi không nói. Dạ. Mà nó cám dỗ vì một viên thuốc thì mụ nổi còn thác. Dạ. Đúng không? Đó là tôi nói là gì. Chứ đừng có so và đời và đạo mà phê phán người ta là không đúng, không tốt. Bây giờ tôi cho bùa phép thì không chịu cỡ nào, nó bỏ viên thuốc một mũ nọ còn thác nữa. Dạ. Đó là vậy. Mà bây giờ trò đời thế gian này, cái cô này thì cũng còn quá nhỏ tuổi. Đây là cái tầm ngắm ở trong cái xã hội. Dạ. Không phải là mình nói là sao. Đúng không? Cho nên cô bác nên dần cái tâm lại để soi xét cái người đời và đạo. Đôi khi mình đừng nói là tu đâu,
nói một cái tiếng tu đó là xin lỗi mà nó đụng chạm tùm lum. Dạ. Cái nghiệp trần của mình đôi khi mình chín chắn đi mà bị vào cái lưới rập rồi đó thì cũng phải dùng giải không nổi. Đừng nói như cái cô đó. Đó là vậy. Nhưng một khi cô đó đã, nếu mà đã hành mãn căn rồi, yeah, thì cô ấy vẫn bình thường. Tôi nói cho anh em mình biết là vậy. Còn nếu giả sử ở trên chấp nhận cho mà cái cô đó xuống làm vậy, để cho thử lòng chúng sanh, cái người tu, yeah, phải xáo trộn như vậy, thì anh em đồng đạo, vấn đề là anh em người tu xa gần cũng phải cảnh tỉnh mình. Yeah. Đó là vậy. À, cho biết rằng ở trên là coi chừng, ở trên là thấy trò đời mình dưới này là xảo trá quá. Yeah. Cho nên là mới cho cái cô này xuống làm gì để mà thất tỉnh người đời. Ừ. À, đây là mình nói một cái quốc độ khác. Chứ còn cứ phê phán cô này như vậy không, mình cái sai người ta mình thấy mà cái sai của mình không thấy. Yeah. Đó là gì? Tại vì em thấy cũng có nhiều anh em làm YouTube á, dắt cái cô quen này đi gặp ông thầy bà kia rồi về kêu bằng giải căn giải nghiệp đó. Như vậy thì có hiệu quả không? Cái giải căn giải nghiệp mà tôi nói cho nghe này. Cái yeah, giải căn nó có nhiều cái dạng giải căn. Cái giải căn đó tôi nói thì nó không có hiểu mà nói. Ôi trời đời, tới gian cái nào cũng căn không mà không biết căn gì. Dạ. Yeah. Căn nào hay căn gì? Không, tại đây là tôi nhấn mạnh cái chỗ này, căn nào hay căn gì. Cái căn là đau chết lên chết xuống đó, người ta chuyển thế là ta thông thạo hết mới gọi là căn. Yeah. Căn này ân trên xây chuyển là bất cứ tà chánh nào cũng phải đến lúc để mà chỗ mặt để mà ra đời. Đó, người tu hiền tôi nói, nếu mà người chân chánh rồi không ai bước vào được cuộc đời của ta được, hay là không có xây chuyển người ta được đâu. Yeah. Chỉ có trà Phật xây thôi. Cái gì cũng không biết gành ghẽ là căn như thế nào, hỏi cái căn dẫn ta đi muốn chết ta luôn. Rồi cái dẫn đi không được, bị người này phá, người kia phá hại, cái không biết cái đạo thừa người ta này nọ. Ừ. Đó tôi nói mà không biết vậy. Vì là như huynh đệ chia sẻ hồi nãy là chỉ có cách là về căn gốc tại già của mình. Tôi nói cái căn bất cứ bùa phép nào cũng không qua củ quyền. Ừ. Mà bên đây mình gọi là củ quyền, còn bên ta là gọi là tổ trần năm ta đó. Tổ trần năm. À, tổ mình nói, tại tôi cũng hỏi nhiều người dân tộc, người ta nói là cái người tổ trần năm này lớn. Dạ. Yeah. À, nó cũng là lớn hơn người nam mình ở đó, trong máy chơi rồi. Dạ. Yeah. Cho nên vì vậy là mình cũng phải kính trọng, mình nói kêu là mình không có, mình xin lỗi mình nói, không phải nói là kêu bằng tổ trần năm, mà nhiều người dân tộc người ta nói vậy, mình nói theo thôi. Ừ. Kêu cái người nào ông bà của người đó biết tổ trần năm ngày xưa ông bà cúng, người miên nào cũng phải có tổ cho trần năm. Dạ. Thì nhờ cái người ta đó gọi về coi cái người nào về phần cô đó là muốn đòi cái gì, làm cái gì thì xin người ta cúng tam lần một hết. Dạ. Có nghĩa là chỉ có gia đình cổ mới cứu được cổ thôi. Cũng như bây giờ là nếu mà cổ quyền hành thì xin cổ quyền. Ừ. Nó vậy thôi. Giống như người nam mình vậy. Đúng y gan trong khác. Dạ. Mà nếu đã cha mẹ ông bà tổ tiên thầy tổ người ta đã hành rồi, tôi đố thằng nào ở thế gian mà lại về chị được. Yeah. Đó cho biết vậy. Nó dẫn người ta đi thầy này thầy nọ tùm lum ta la chứ. Rồi bị người này lợi dụng, người kia lợi dụng đủ thứ. Cái đó là sai lầm trong chánh pháp. Nếu mà cái người hành căn như vậy đó mà bị cái người đời lợi dụng như vậy thì cái người đời đó mắc một cái nghiệp, cái quả như thế nào hả Quỳnh? Bây giờ tôi nói bây giờ là cái người tu hay không tu. Yeah. Thì theo quốc độ nặng nhẹ. Thì nếu biết tội của mình lớn nhỏ nặng nhẹ thì coi trong kinh Địa Tạng thì biết. Dạ. Yeah. À, các hẳn hồi. Chứ mình bây giờ mình đâu có biết người ta nặng hay nhẹ thế nào, người ta có hay là không. Dạ. Yeah. Đúng không? Bây giờ anh em thấy trên YouTube nói là người này kè, người kia đòi hỏi cái tâm người ta có gì không? Hay là bị cái nhịn đời ở trên thế gian nói, hay vấn đề là bị cái cõi nào đó nó xây khiến như vậy. Dạ. Yeah. Không? Cho nên vấn đề mình không có nói về thực tế là tội ác của người ta. Nhưng mà muốn ai biết tội ác thì coi Địa Tạng là biết liền. Ừ. Kinh Địa Tạng. Dạ. Yeah. Đó, ta cho biết vậy. Chứ bây giờ thấy người ta, mình đây còn chưa tròn, mới ra thấy gặp ông này liếc mắt ông kia muốn bỏ chồng con rồi. Bây giờ thấy người ta chút cái lên phê phán đủ thứ, cái đó là sai lầm. Dạ. Yeah. Sai, tôi nói cho biết vậy. Thế là tôi nói là thực tế là bây giờ mình không nói, dám nói động chạm đến những người tu. Nhưng mà xin thiên câu này, bất cứ anh em cô bác nào trên thế gian tu, đó cũng lấy đó là cái cơ bản hành trì trên Phật pháp. Dạ. Yeah. Vì tại vì cái cô này cũng có căn hành, cũng mới ăn chay dân dân đó thì cũng đó, cũng cho thế gian biết là con đường xáo trộn là vậy. Nhưng còn ở phía sau đó thì nó còn cỡ nào nữa, đúng không? Dạ. Yeah. Cho nên đó là mình phải thấy đó là cái đà đi trước, mình phải là sợ, mình phải tránh xa đó, chứ không phải mình cờ chê người ta.
Thế thì tôi nói đây tôi không phê phán bất cứ người nào, mà cái thương tội là tội cho cô đó, mà tội cho những cái người phỉ báng cái cô đó luôn là không biết đó. Yeah. Một khi mình đã phỉ báng cái người đó, mình nói cái người đó mà mình có biết người ta đúng hay sai chưa? Nếu nè, nếu người tu thì tội nặng hơn cái người phàm. Cái người phàm không biết người ta nóng người ta nói không sao, mà cái người tu mà không hiểu thì tội địa ngục nó mời. Yeah. Tại vì mình đã biết chánh pháp Như Lai rõ ràng trong kinh Địa Tạng đó, là nó truyền hàng mấy chục ngàn năm nay. Yeah. Đó tôi nói vậy. Cho nên vấn đề tôi xin phiên tất cả anh em cô bác phải nhìn vào cái quốc độ, chứ không có đừng có phê phán ta nữa. Phải thương người, thấy người ta đời nay vậy mới mốt có chừng tới mình. Dạ. Yeah. Không có sai, nó nói gì đâu. Trong cái lúc mà mình tạm gọi là cô Ven này bị hành căn, thì cổ có xưng là thần thánh gì về nhập vô người mình, thì theo huynh ngà đó là có hay không hả huynh? Ba cái người tu đó không có biết đâu là chánh tà. Dạ. Yeah. Đôi khi có khi cái căn mà căn tà mà cũng coi mình là chánh nữa. Dạ. Yeah. Có căn tà đó không nhỉ? Có chứ không có. Dạ. Tà nó cũng xin ông này bà nội dân dân vấn đề tôi nói cho nghe là tà nó đi nó làm á đủ thứ việc hết. Ừ. Cũng có khi chánh nó cũng xưng là thần thánh vậy, bên chánh cũng có bên tà cũng có. Dạ. Nhưng mà tôi nói cho nghe nè, cái người không biết rồi nào giờ tu đó, tôi nói cho biết trước thời kỳ á là thường lập đại đời này đó nó khó chứ không phải như đời trước. Dạ. Những cái người có căn duyên chờ Phật mới cho trở lại, người ta mượn xuống, người ta mượn xác đó để người ta làm việc thôi. Còn những cái người tu ở thế gian, chứ tu gì, tu cho bản thân họ chứ họ có tu cho ai đâu. Ừ. Mà chưa chắc nữa. Yeah. Tại vì họ chỉ niệm Phật thôi chứ họ đâu có làm gì được với người ta. Người ta lãnh sứ mệnh từ bên ngoài ta về, người ta làm việc tùy theo chức nhỏ chức lớn của ta. Nhưng mà ăn thua chánh hay tà thôi. Yeah, như vậy là căn thì cũng có căn chánh căn tà. Có đôi khi chỗ này đôi khi người ta đã về cô này đầu tiên. Ừ. Người ta mượn xác. Dạ. Nam nữ cũng vậy, người ta vừa mượn ta vô ta làm việc chút, ai mà giữ cái xác hoài cũng phải cho có chồng có con. Dạ. Không, để làm việc ta xây chuyển cái người đó thôi. Còn về cái vấn đề làm quá, người ta thấy cái người ở ngoài bắt mãn quá, ta cũng không theo luôn. Dạ. Mà cái người khác nó vô nó xưng cũng mấy ông đó luôn. Ừ. Cho nên vấn đề đó mình dàn thao lẫn lộn là vậy đó, cho nên mình cũng không có giỏi phán xét ha. Đâu có phán xét được, đôi khi mình đây nè, mình nằm bên tà thần mà mình vẫn chưa biết đó. Dạ. Đó, tôi nói cho biết đây là nói chính xác, những cái người anh em nào bất cứ tu hành mà còn là thấy cái việc này là phải nên cảnh giác lại. Ừ. Vì chánh á, người ta ngoài tam giới không xâm si vào trong chuyện đời mới gọi là chánh. À, tôi nói rõ ràng chứ. Yeah. Đừng có nói vấn đề mình thấy đó là mình thương người ta là cũng như tương tự thương mình. Yeah. Đó, tại vì trên đời này nè cũng phải có cái vấn đề để cho chúng sanh cười chê hết. Để gì biết đâu cái cô này cổ tu hạnh Bồ Tát. Yeah. Mà xuống đây phải chịu đời trăm cay ngàn đắng. Dù xin lỗi mà nói cô này, dù xin lỗi mà nói cô này có làm gái đi nữa, mà làm cô này ngay thẳng cái này bị người ta ngủ quên mà. Yeah. Nếu mà cô này lòng ngay thẳng rồi mà bị người ta ám hại cỡ nào, dù cô này có chết thì nữa, cô này đã đắc quả rồi. Yeah. Người ta tu với kiếp ngộ thời ta một lòng hướng đạo, nhưng mà bên ngoài phá ta thôi chứ tâm ta đã vững rồi. Yeah. Đó là vậy, đâu có cần phải mặc áo nhà tu mới. Ừ. Gọi là tu. Đây là tôi muốn nói cho anh em cô bác biết là cái chỗ đó. Đó. Còn cái vấn đề người tu bây giờ rất là nhiều. Tôi xin thưa vấn đề thôi, thương cơ người ta thương được, thương được thôi. Có đôi khi anh em á, thương người ta thấy ta cục kẹo. Còn khi mẹ thấy ta cục đất hay cục muối nữa. Yeah. Nó cũng khổ thân người ta. Yeah. Đôi khi người bị hành đâu có ai muốn vậy đâu, đúng không? Yeah. Đó là vậy. À, nãy Vinh Tèo có kể một cái đoạn gọi là tà huyết. Vậy là tà huyết là sao? Cái tà huyết là do đa số người phụ nữ là do cái máu huyết sinh ra. Dạ. Lại giống như là như thế này nè, cái đa số là cái kinh nguyệt không đều. Dạ. Đây là nó bằng một cái độ bên khoa học đó ha. Là thường thường gọi là nếu tăng huyết áp, yếu huyết áp hay là yếu canxi rồi đó. Dạ. Là cái đó gọi là tà huyết. Ừ. Còn cái những người khùng rồi đó, rồi những người tự nhiên quản rồi đó cũng gọi là tà huyết. Tà huyết là cái máu dơ. Yeah. Nó giọng quả lên, nó làm cho con người ta liên mất đi cái lý trí, gọi là tà huyết đó. Rồi nó sanh như vậy đó, rồi sanh cái ảo giác.
biết chưa? Dạ. Vậy có khi nào cô Quen này nó đã đang bị một cái giống như mình vừa nói là bị tà huyết không? Thì ra đây tôi đặt là cái ba cái vấn đề cho nên mình phải suy xét lại cho coi cho người ta con người ta. Dạ. Chứ mình đừng có đánh giá con người ta gì bên căn không. Dạ. Mà cũng đừng có đánh giá bởi con người ta bị bùa chú. Dạ. Mà phải đừng có đánh giá bởi cái vấn đề là bị là cái vấn đề là bị tà huyết. Dạ. Bây giờ trước hết thì bây giờ muốn biết tà huyết hay là bị bệnh hay bị bùa chú gì đó thì bây giờ bất cứ cái gì cũng không qua cũng quyền hành. Ừ. Bây giờ trước hết là cái người đó phải về giải quyết trước cái gốc là cái người kia nghỉ hành thì mới lòi cái bệnh. Dạ. Nó là vậy. Còn bây giờ tôi nói cho nghe là nếu giả sử như cái giờ cô này có bị bùa thiệt, đúng không? Dạ. Mà cô kia cái cô này bị hành rồi đó, đi đến thầy chưa chắc thằng thầy nào mà dám lấy bùa ra được. Dạ. Tôi nói cho anh em biết là vậy. Tại vì không có nằm bên cái tâm linh vấn đề là du di rồi nói này nó cũng hơi khổ cho người ta. Có lâu khi tôi nghe bà này lên chửi xối xa chứ. Không biết trời ơi khổ thân con người ta. Dạ. Không? Xin thì... thưa đừng có giờ làm vậy. Dạ. Cái kiểu như là mình chỉ phân tích cái chuyện ở mức độ nào thôi. Ừ. Mình cũng không nên mà chửi bới người ta để làm cái gì cho mang cái nghiệp. Với hai nó không hiểu người ta cà phê phán sao người này tu mà bị này bị nọ. Dạ. Đó bây giờ tôi nói đơn giản nè. Bây giờ cái cô nào đó hay là chú nào anh nào bất cứ. Dạ. Có vợ con đẹp đẽ già đi mà ra ngoài bị mà cái nó dụ dỗ rồi ra cũng phải xa ngã vợ con chồng con hết. Dạ. Chứ đừng nói với cái người tu. Đây là tôi nói rất là thực tế rõ ràng. Mình phải biết thương người ta chứ mới gì cái nói người ta rồi không được. Vậy là cái chuyện mà đến cái mức độ ngày hôm nay thì cũng một phần là do bị cái người đời cám dỗ dẫn dắt. Cái cô này cũng có một phần. Cô này cũng có một phần. À một phần là do là cô này bị hành mà cô này không biết cái đường đi. Dạ. Cái câu thứ hai là cô này cả tin. Ừ. Câu thứ ba nữa đó là vấn đề là cái chúng sanh thấy cũng sai luôn. Yeah. Sai là thiếu cái nhận xét cho con ta đó. Yeah. Đó tôi nói vậy. Đây nè tôi nói cho anh em nghe nè, giả sử như bây giờ mình nói đâu đây nói đời chứ không nói dám nói ai nha. Yeah. Gửi con mình nó có chữa mà bậy bạ mình cũng dám che giấu chết mẹ nhưng mình đâu dám phi phua. Yeah. Đúng không? Mà chứ cái chuyện người ta mới chút xíu phanh phua lại làm gì? Yeah. Đây là tôi nói đời là vậy đó. Dạ. Yeah. Nói càng kẻ là gõ càng đừng nói thấy người ta cái này chứ. Mà biết đâu là đây là còn có quả cô ấy phải trả nữa. Quả báo. Dạ yeah, quả báo ha. Đó. Hồi xưa thì cổ cũng xâm si mấy người đó. Giờ ta xâm si mấy cổ nữa. Đây là mình phải nhìn về cái quốc độ. Cái quốc độ là trả quả đấy biết không. Dạ. Yeah, cũng có thể mình cũng si đó. Đây là một cái quả mà cô ta phải phải trả trong cái thời điểm. Cho nên vấn đề là gì? Còn những cái người nói trời ơi sao chồng tôi nó ác nghiệt với tôi hay vợ tôi nó ác nghiệt tôi. Đừng có trách. Đời trước mình tạo đời nay mình lãnh. Yeah. Không có sai. Đó là nhân quả. Nhân quả tuần hoàn nó có ăn hồi. Nếu ai không tin coi kinh Địa Tạng là biết. Coi những người giàu nó họ đâu có bắt tôi nói nè. Nếu người tu rồi hiểu am hiểu bên kinh lực. Là trong là gọi là Địa Tạng. Thì có để là tội ác của những chúng sanh làm hết. Yeah. Không. Còn những cái người có tiền họ đâu có coi bên đó đâu. Họ mẹ đi chơi với sung sướng coi làm gì. Ừ. Thôi thấy miệng thì nói thôi. Tôi nắng nói cho anh em có bác biết vậy. Dạ. Yeah. Đó là cái phần của chị Quyên. Theo Quyên Ngà nhận xét thì tôi cũng phiên tất cả vậy đó. Cũng không nên vội vàng để bình luận chê bai gì người ta. Tôi nói bữa nay nè, cái người bị hành là sẽ hiểu cái câu tôi nói liền. Dạ. Bất cứ người nào cũng được. Đó, chứ không phải nói thì thấy người ta gì cái mình cười chê người ta mới mất tới mình, ai cười mình. Dạ. Đúng không? Đó là vậy. Thì bây giờ tôi nói anh em cô bác nghe gì. Cái viện trợ thì viện trợ chỗ này tôi cũng nghe rất nhiều viện trợ cô ấy rất là nhiều nhưng cái đòi hỏi cái cô ấy có nhận được hay không mới gọi là quan trọng. Dạ. Yeah. Đúng không? Cái việc thực tế bây giờ cô bác mà có lòng từ tâm đó giúp đỡ cô ấy thì bây giờ liên hệ làm sao với cái người bà ngoại của cô đó. Dạ. Yeah. Thì bà ngoại cô này cũng lớn tuổi chứ mấy nhỏ thì cô cũng biết ông nội ông sơ ông sợ ông sâm cô bác ngày xưa cũng vậy đó. Vậy là mình muốn giúp đỡ cô Quen này phải biết cái cách là tìm gặp bà ngoại của cô. Trước hết phải về cái gốc cũ. Dạ. Bây giờ tôi nói ông nghe cái cọng rau muống nó bò dài mà ông không chịu phân cái gốc làm sao nó chết. Dạ. Ông làm sao nó chết mà cứ ngắt cái đọt hoài một cái ra năm, năm ra bảy. Dạ. Hiểu không? Nó là vậy đó. Bởi cho nên Phật Pháp cũng có nói là hãy trở về nguồn cội. Ừ. Đó là vậy. Bây giờ cái nguồn cội ông không chịu trở lại cái gốc rau muống ông bức cho nó chết. Dù ông bứt cơm muốn này nữa thì mấy cái cọng kia nó cũng vẫn sống. Nhưng mà ông gom cái nó vừa ngọn vừa gốc cái nó đi luôn. Dạ. Đó tôi nói ông vậy. Đó là kêu bằng phải trị tận gốc ha. Thì vấn đề không biết bởi đi đè cái gốc này gốc nọ cũng nọ hoài. Bởi vì thấy cứ nội cái bị hành căn là về du di đã hành căn rồi.
thêm cái người đời hành, hành là dắt đi cái người này, hành sát là dắt đi người này người kia nữa. Thì người thì dắt đi gặp người này thì bình luận thế này, bình luận thế kia, giống như là dắt đi để soi cái căn cái quả con này như thế nào. Tại vì cái phần ở thế gian không hiểu nghĩ là cao tán, tôi nói cho ông nghe nè, cửu quyền là Phật rồi đó. Dạ. Cửu quyền là Phật thánh. Nhưng mà cửu quyền đã hành rồi đó, thầy tổ ở trên hành ai cũng có thầy tổ hết. Dạ. À, đã hành rồi không có ông thầy bà tướng nào ở ngoài mà làm được hết. Dạ. Tôi nói cho ông biết vậy. Phải quy căn bổn cảnh, trở về vị lai và trở về tâm lai của mình, nhận thức đó, thì trở về nguồn gốc nguồn cội của mình thì mới mở ra được chánh tính. Chánh tính này mới qua đây nhận tính và giác tính. Dạ. Mới nhận được nhận xét của người ta đó. Đã con mình sanh ra một đám đi còn ý tính này tính nọ nữa, đừng nói mày đòi đòi người ta. Ừ. Nói làm cái gì đó. Đây là tôi thương tất cả cô bác anh chị em còn trên tra lạng, cái thứ nhất này, cũng biết làm phước thiện, cái thứ hai nữa làm từ thiện nhân dân, cái thứ ba nữa là có tu nên nhận xét lại. Còn cái những anh chị em cô bác nào mà có lòng từ tâm mà không có tu mà có lời đóng góp về cái này nọ thì tôi xin phiên xin lại xin nghĩ lại cho ta. Yeah. Phải soi xét việc đời với việc đạo là gì. Đã người ta là cái người tu cái gọt và có căn là hành dữ lắm đó. Hành là không biết mình mấy, bây giờ là ai khiến sao mình nghe vậy thôi đó. Rồi cái cảnh người ta giả dễ người ta bị phạt chết lên chết xuống, mình thấy mình cười ta bê mốt tới mình. Ừ. Tôi nói cho biết vậy, lực quả báo không bao giờ sai. Yeah. Người tu mà cười ta bê mốt ai cười mình, hay là chuyện đời nè, đừng nên cười ta, mà đó là lấy là cái cơ để mà mình thương người ta. Giống như ai làm gì kể cái căn cái nghiệp người ta thì ta mình làm. Giúp được thì giúp được thôi. Dạ, người ta làm sai thì người ta mang quả, mình cũng không nên bình luận ha. Không phải là nói bình luận, nhưng mà trước hết muốn bình luận là mình phải biết cái căn cơ của người đó. Dạ. Phải hiểu về cái quốc độ đó, mình hà hả dám nói. Còn vấn đề không biết cái vấn đề ở đây là tôi cũng vẫn là chưa có suy xét vấn đề này là chỗ này. Nếu phải chị mới thì tôi là biết cái căn cơ của cô này nằm ở bên nào. Dạ. Mà bây giờ nó vẫn đi tùm lum hết trơn rồi, giờ mình không dám suy xét. Ừ. Suy xét chỗ này cái để nói à, cô này bị bùa, đồng ý cô này bị bùa thật, nhưng trước hết cô này đau ở lúc nào, bị ở lúc nào. Yeah. Đó mới còn quan trọng vậy, mình phải so sánh lại cái tội nghiệp của cô này. Cô này biết đâu cái hồi lúc cái hành căn nó chưa có ai biết cổ đâu. Ừ. Đúng không? Yeah. Cô này đã nguyện trước tam bảo hay cúng nguyện với trò Phật là ly ngay thẳng hay làm phước thiện rồi. Yeah. Còn bây giờ cái trò đời thế gian này mới bị đây là do chúng sanh thấy thôi, cho thật sự tâm ta nó hướng về Phật rồi. Ừ. Còn cái thân xác mà mấy chục ký đó cứ ăn vọng ăn đi, đúng không? Yeah. Nhưng mà tâm ta đã thành Phật rồi đó. Yeah. Mình phải nghĩ về quốc độ đó. Chứ còn ở thế gian nó nghĩ đâu được. Đây là tôi nói chung chứ không phải nói riêng, trong nước hay ngoài nước thì tất cả anh em phải nhìn về cái chánh tính. Yeah. Chánh tính này gọi là cái tinh tính của mình, là cái ngay thẳng trung chánh của mình. Cái người ngoài cuộc là phải thông thạo, phải sáng suốt, chứ không phải người ngoài cuộc thấy người ta cái phóng vô binh mà binh cái tầm bậy đó, biết không? Ừ. Đó không được, không tốt. Dạ. Đó. Đó là về phần của cô Wen. Thì ở đây thì sẵn có một vị khán giả là Nhung Trần cũng có gửi câu hỏi đến em để nhờ huynh ngài giải thích. Cô hỏi như thế này: sao người chia sẻ Phật pháp hàng ngàn như người nằm bên Du Di lại đếm trên đầu ngón tay, và người của Du Di chánh hiệu sao ai cũng nghèo khổ và không được hưởng lộc thực của thế gian? Đó là câu hỏi của vị khán giả Nhung Trần. Rồi thì thưa cũng chào cái cô đó ha. Dạ. À, tại vì câu hỏi đây có hai câu hỏi, mà hai câu này cô hỏi nói thì một câu cô nói chỉ được có nửa câu thôi. Dạ. Hai câu này dồn lại thì nó không có tròn câu. Dạ. À, hai câu nữa mà nhớ có câu khúc. Ừ. Câu đầu thì tại sao mà người tu Du Di lại điếm trên đầu ngón tay? Dạ. Nếu mà bây giờ tôi lập luận cái chỗ này, nếu cô người tu là cô, tôi giải thích là cô hiểu liền. Còn nếu cô không tu thì cô cũng vẫn hiểu. Cái người không tu mình bây giờ mình đang bị lôi kéo giữa cái tà và chánh. Dạ. Đạo và đời. Bây giờ tà thiết rất là nhiều, lên đến xưng ông này bà nọ rất nhiều. Nhưng tôi nói cho biết này, cái người chánh nhà cũng họ cũng vẫn giàu, mà người không chánh họ cũng vẫn giàu. Yeah. Mà tại sao cái vấn đề cái đặt câu đặt cái hỏi vấn đề tại sao người điếm trên đầu ngón tay? Thì tại vì tôi nói là nói đây thế này nè, một chục thằng ăn hối lộ chứ một cũng còn có thằng ăn không ăn hối lộ chứ. Ừ. Đúng không? Yeah. Cái thằng biết sợ tội
biết sợ chết thì nó chỉ có một hai thằng điếu trên đầu ngón tay đó thôi. Còn những cái thằng tới đâu hay tới đó thì đó thì cũng như là cô đã nói là trên thế gian nói quá nhiều, không nói người người đạo quá nhiều, quá nhiều, nhưng mà vấn đề không được bao nhiêu là điếm trên đầu ngón tay, là con số nó quá ít. Mà con số quá ít này đó, người ta đã bực nằm tránh giác hết rồi. Người ta nguyện theo thầy tổ, người ta nguyện cứu đời cứu dân độ thế, người ta đã đắc quả La Hán hay Bồ Tát hết rồi. Lâm phàm thế này có trọng vợ thiệt, nhưng mà người ta làm cái việc tránh cái trên hết rồi. Cho nên vì vậy người ta không màng danh lợi, cho nên người ta nghèo. Đúng không? Đúng rồi. Còn mấy thằng giàu tu mà nó cầu cho giàu sang phú quý, cái đó là mấy thằng tà. Tu tài tu lộc, tu tài tu lộc, không? Còn chánh không ai dám vậy. Giả sử cái lời nói đó, đây là tôi nói cái người chánh, người ta lời nói ra ta phải suy, trước khi nói phải suy nghĩ 5-3 lần. Để coi cái đường đó mình nói có đúng hay sai. Dù vũ gũi mà có nói sai nữa người ta cũng phải sám hối. Nói cho anh em biết là vậy. Còn vấn đề mà nói mà cái tại sao cái người mà nghèo, nó cũng có ba loại. Một loại là vấn đề là ăn hối lộ. Một loại là người ta tu hạnh Bồ Tát, không có là cặn đò thế gian, miễn sao trả được việc chồng chồng làm việc xong ta trở về. Ta đâu còn nắm kéo nữa đó, đúng không? Còn những cái bên á, cũng có những người chánh mà họ ăn hối lộ, là thấy đồng tiền quá nhiều rồi mờ lý trí, họ làm được đó. Thì lòng chân chánh ra thì tôi nói như thế này, họ làm được nhưng người ta khi ta đóng góp được một thời gian rồi, ở thể họ nói là các chùa các chiền định biểu nhân, nhưng mà người ta đóng góp mà họ không làm. Thì không làm đi nữa thì cái đời này họ ăn được bao nhiêu đó thôi. Rồi địa ngục sẽ mời họ, sẽ bao nhiêu hạnh phước của họ, đạo hạnh của họ đều mất hết. Đây là tôi nói chắn. Còn tuy cái người nghi chung chánh người ta nghèo thật, nhưng mà sau khi người ta hưởng cái đàn na thế chủ đây xong rồi, niệm vũ xong rồi, người ta đăng tiên trở về. Đâu có dứng bận cái này đâu, đâu có ai bắt người ta được. Cho nên vì vấn đề đó, cái người chánh là người ta sợ quả, quả là quả nghiệp đó, đó là tội căn đó, nói vậy. Cho nên hầu hết cái người tu chánh là nghèo, còn cái người tu mà giàu sang phú quý thì nó không phải là chánh. Nó là vậy. Còn điếm cái đầu ngón tay đó, thì thời kỳ này á, thì theo ở trên kinh giảng cũng có nói 10 phần hết rồi. Còn có 3 hả? 10 phần bỏ 7 phần 3 là cái gì? 3 là cái người chung chánh mới còn, người tà chết mẹ hết rồi. Đây là tôi nói vậy đó. Chứ còn như giả sử như bây giờ như là có quốc độ như tôi ở đây, nếu mà tôi ăn hối lộ thì ở đây tôi cắt được thử mẹ nó rồi. Nó đáng vậy. Vì cái vấn đề cái người tu sợ quả, sợ rằng mình xuống làm không tròn để mình không có được trở về đấy, biết không? Đó cho nên là họ không có muốn là vấn đề gì. Còn về cái vấn đề cô bác cũng có vấn đề, cũng giàu sang quý mà họ vẫn được phước. Là vì cái người tu chân chánh á, giả sử người có cô bác đóng góp à, các chùa chiền này nọ đó, thì người đó làm đúng ngay thẳng, đó là phước báo hiện tiền. Dù cái người này có chết đi nữa thì đời sau cũng là nó ở ông sư này ông cũng, hay là ông thầy ông cũng làm được cái chỗ kính đáo hay là chỗ thờ cũng, đó là cái phước. Tôi nói cho biết, đây là thực tế giữa thế gian, người ăn hối lộ hay người thương cho dân y gan không khác. Đó vấn đề là cái câu nói của cô mà cô nói nó còn hơi thiếu, và tôi nói chỉ một khúc này im kia. Chứ còn nói mà tôi, nếu mà cái cô này mà cổ trả lời vậy là cổ là cũng đã thấy rồi. Thấy rồi, thực tế rồi. Còn một cái vấn đề này nữa Vinh nha. Thì có nhiều người á, hay mượn một cái chiêu thức gọi là cầu hồn. Chị theo Vinh nha, cầu hồn đó là có thật hay không? Cái cầu hồn á, thì tôi trả lời thích như thế này. Nếu mà nói lên cái phần vô vi á, những người nếu hành vô vi chánh, tôi cũng xin nói nhắc lại cái chỗ này. Nếu những người hành bên căn chánh đã từng xuống địa ngục và lên trời xuống đất thì mới hiểu được cái câu của cô này trả lời nói hôm nay. Ha. Sau khi cái người chết rồi đó, trong vòng 49 ngày thì hồn phách đó là chưa có giam giữ được, cho xuống địa phủ hoặc là trở về nhân gian đi thông thả trong vòng 49 ngày. Nhưng mà sau khi đúng 49 ngày rồi đó, để làm gì không? Để cho thế gian mà con cái, vợ con, thân bằng quyến thuộc, để là làm phước làm thiện, coi là đóng góp cho ông này, xin cho ông này được là bao nhiêu tội. Không là vậy. Cái thứ hai, coi sổ bộ lúc ông này sinh lên ở thế gian bao nhiêu tuổi ông mất, là ông làm bao nhiêu điều tội, bao nhiêu điều phước, để cân đo cái tội phước để mà hành hình. Mà sau khi có là chết rồi là phải vượt qua 360 cái cửa địa ngục. Rồi là cửa chánh, cửa phụ, đâu phải nói chuyện giỡn, mà muốn lên
Còn về cái vấn đề mà địa ngục mà mời cầu hồn, yeah, thì cho tôi xin thưa tà thiết nó làm, yeah, chứ không có vấn đề đó. Tôi nói cho biết vậy. Bởi vì người ta mất rồi á, sau khi mất thì cũng 5-10 năm rồi, đúng là người ta cũng phải đi đầu thai chứ, tại sao mà cầu cái là về? Sai, yeah, cái đó cũng sai luôn. Ừ. Cái người bị đọa vào địa ngục phải chuyển thế xuống dưới làm quỷ ngạ ngọ môn ở dưới. Yeah. Cái người nhẹ tội nhất mà chưa gọi là mắc kiếp, không được đầu thai, là xuống dưới làm là lao dịch với như là mình là ô sinh đây vậy đó. Yeah. Không? Đợi tới ngày đi đầu thai chứ không phải nó 5-10 năm. Yeah. Có người phải chịu 1.000 năm rồi sanh lên làm thú chứ không được sanh làm người. Yeah. Tôi nói gì biết chị. Còn cái người đã đủ phước duyên mà chưa đến tuổi đầu, chưa đến ngày đầu thai cũng phải chịu. Yeah. Đó, tôi nói cho biết vậy. Còn có người tội rồi đó, bởi trên đây thế gian nhầm người cầu giấy cúng mâm cao cổ đài chứ ăn được cái gì. Yeah. Ông bà bị đánh hành tội đâu biết. Yeah. Lúc sanh con đẻ cái ra màng nuôi con nuôi cái là phải đi ăn cắp ăn trộm hay là phải lường công cốp của anh ta. Yeah. Đúng không? Phải tính toán, phải có cái tiền lời tiền lạc để nuôi vợ nuôi con, mà chết rồi là cái tiền cái lành nợ đó mình lãnh, cái người đó lãnh, cái vợ con đâu lãnh. Yeah. Chết rồi vợ lấy người khác, đúng không? Ừ. Con mình thì nó còn sai, nó quýnh đập nữa, nhưng mà đó là cái quả báo người hiện tiền chết nó lãnh thôi. Ừ. Cho nên vì tất cả các người tu phải nên nhớ kỹ rằng cái người chết rồi đó phải thương cái người chết. Lúc 49 ngày đó phải làm từng là làm phước cho nhiều, không phải mời ta nhiều đâu, mình đi bố thí từ thiện nhiều rồi gửi công đức đó cho cái người chết đó. Yeah. Đó thì cái người đó được nhẹ tội, mà lúc còn sống nè có tiền có bạc không biết cúng kiến nhà thiền hay đóng góp các chùa các chiền để xuống dưới để mình nương cửa Phật. Yeah. Đó tôi nói đây, tôi cũng nhấn mạnh cái chỗ này nè anh em cô bác ở thế gian nè, làm cho giàu có cách mấy đi mà siêu cao khi có được khỏi chết đâu, bệnh rồi vợ lấy ta rồi. Đúng không? Thực tế thế gian hay đầy chứ không phải mình nói vấn đề đó, đầy. Đôi khi nó vẫn sống mình mà vẫn có con khác nữa. Dạ. Yeah. Đó, đúng không? Rồi đôi khi đừng nói nó thờ mình, tắt thở rồi đổ mẹ đưa chiều quăng rồi là đổ mẹ dẹp bằng thờ luôn. Dạ. Yeah. Có hẳn hồi. Thương cho những cái người giàu có là lúc nghèo thì không nói đi. Giàu không biết làm phước làm thiện tới khi chết xuống dưới rồi đó, một cắt cũng không có. Tôi nói cho biết. Chứ đừng có nói mà nó vấn đề mà nó cầu hồn. Còn có chỗ này, tuy người đó chưa được đi đầu thai thì tức là cái vấn đề cái người đó đúng cái ngày mà dỗ quải đó. Yeah. Bởi tại sao mà cái cửa ngộ môn mở ra cho cái ngày dỗ quải ông bà trở về cũng là đừng có mất cái nguồn gốc ông bà mà thôi. Yeah. Cho về cũng như đi thăm nuôi đó, cho mày về đó rồi coi con vợ mày cúng vậy đó, cái ngày lễ dỗ quải đó để sau này có chuyển thế vào đầu thai để mình cũng trở về đó. Là vậy thôi. Đó là đây là tôi cho biết là vậy. Còn cái vấn đề thứ ba ha, tiếp tục có những người như thế này nè, ông bà với bị tội thấy mụ nội cho nên cầu số của ông ấy, thằng viện ông bà sao không biết độ cho trúng số. Yeah. Số cái gì nữa, nằm chằn vặn lúc thế gian ở trên nhà trên bờ đây còn không có tiền cho mình nữa, ở đâu mà xuống dưới mình sinh. Yeah. Nên nhớ rằng vị lai bất hổ, vị lai bất hổ tức là có phước có báo mới có hiển hưởng được cái phần này. Đời trước mình có tiền làm phước làm thiện nhiều thì mình đời này mình mới hưởng được cái phần đó. Yeah. Đôi khi cái người đó, tôi nói cho nghe nè, cái người đó đã tạo phước quá nhiều. Yeah. Hay là tiền của quá nhiều, gửi tiền ngân hàng nọ, người đó chắc bắt cái đất kỳ tử. Yeah. Số tiền đó chưa xài được thì đợi sau khi đó không cần biết ai xài. Ừ. Nhưng mà sau khi cái người đó chết đầu thai lên là họ sẽ hưởng được cái của đó, bây giờ là họ trúng số hàng ngày đó. Yeah. Đặc biệt đó. Yeah. Còn tại sao mà họ làm phước làm thiện hàng ngày mà hồi xưa bây giờ là có tiền bạc làm phước, bây giờ thấy thằng nít, con nít lớn lên, xin lỗi nha, không phải mướn bà này bà nọ nuôi nữa. Ừ. Chứ đâu phải như ngày xưa cha mẹ nuôi thấy mẹ khỏi đi bằng đâu, bây giờ khỏi cha mẹ đâu đi, bỏ nhà đó mướn người giữ nữa. Yeah. Tức là giờ chung chứng chào ra, tức là có phước báo của họ nhận đời trước đó. Ừ. Tôi nói cho anh em biết vậy. Còn phải biết rằng cái đời kỳ này duyên lành được Phật Pháp, được người ta nói, mình nghe được Phật Pháp, được chùa chiền, thấy chùa chiền am hiểu được kinh sách, tức là ngày trước mình đã có tu, trì trai giữ giới. Còn những cái người được vào chùa, vào tự mà ở chùa đình, chùa là ngày trước mình đã có tiền bố thí giúp đỡ đóng xây cắt chùa chiền, đời nay mới có ở. Yeah. Chứ không phải tự nhiên mà chùa, ti chùa vậy đó, chứ không phải dễ vô. Tôi nói cho biết, có những cái sai lầm nói cầu hồn là sai. Ừ. Không đúng với chánh pháp. Chứ trừ giữa cái đó là ngày giỗ, ngày Tết. Ngày giỗ với ngày Tết là về.
còn bao nhiêu là không không có về, bình thường không có về được à. Giống như mình bị giam rồi đâu phải muốn về về nữa. Trời ơi, vô chạy giam đâu biết. Dạ. Nó là vậy. Đây là tôi nói thực tế rõ ràng, còn ai tin không tin là quyền. Dạ. Tại vì tôi cũng đã từng đi rất là nhiều cõi cảnh giới tâm linh, cho nên là có những cái thế gian đó là nó eo hẹp quá, cái trình độ không hiểu biết. Rồi cầm theo cái thời kỳ ông thằng Tú á, ông ra đời từ bên Trung Quốc đó, phải không? Dạ. Ông tạo ra nào là chuông mỏ tùm lum ta la chân, rồi người chết tụng kinh sám hối. Ủa, hồi lúc còn sống sao không không biết làm phước làm thiện, người tới chết rồi con vợ muốn sinh sinh được không? Dạ. Sai làm rất là nhiều. Tôi nói cho biết vậy. Lúc còn tiền còn bạc có của cải thôi, làm phước làm thiện, các chùa các gia đình cho giữ đi, để sau này chết rồi mình cũng có cái vô chùa vô đình đó. Dạ. Bây giờ tôi nói cho anh em nghe chỗ này, bất cứ của bác nào vậy, tại sao mình lại chùa mình phải kính trọng ông chủ đùa chùa, ông chủ đình? Dạ. Vì cái hạnh Bồ Tát người ta tu rồi đó, ta đóng góp chùa chiền rất nhiều, cái hào quang của người ta đó, mình phải sợ kính trọng ta. Chứ người ta có ngự mình cũng có ngự, mất mớ gì đâu mình kính trọng người ta. Dạ. Đó là vậy đó, tôi nói cho biết. Kính trọng là kính trọng cái hạnh của cái hạnh của người ta đời trước ta đạo quá nhiều. Dạ. Bây giờ tôi nói đơn giản nè, bây giờ giá trước cái chùa mà cái người là đóng góp khoảng chừng 100 triệu hay 200-300 triệu rồi, cái phải ông chủ chùa phải đóng góp cái người đó đó, cái tình nghĩa, cái uy tín. Dạ. Thì ông chủ chùa này mãn rồi thì cái người đó có mãn rồi là cũng sanh vật rồi, vật chỗ đó làm ông chủ chùa tiếp tục. Dạ. Cũng hạnh, cũng giữ hạnh cái phước đó. Ừ. Đó là vậy. Còn ở thế gian làm gì chi, có tiền ta đi nước ngoài ta đi du lịch để làm gì. Dạ. Đây là nói thực tế rõ ràng, tại những người hỏi câu nói này là không hiểu về cái âm lực bên kinh đạo. Dạ. Còn bây giờ thế là vậy. Chứ đừng nói ông bà mà chết rồi, trời ơi có người ôi quả lắm. Xin sao mà ba thấy khổ khổ quá, ba không cho con chúng đặc biệt đó. Bị quýnh thấy mụ nội xin gì nói. Dạ. Đó, đây là mình thấy thực tế thôi, nói rõ ràng đây là nói rõ ràng chứ không phải nói. Bây giờ tôi nói là giả sử vợ chồng con cái là cha mẹ mình có làm điều gì mà tội hay dướng vào pháp lực, bắt cái thương người đi thăm thôi, chứ ở cho nó quýnh mụ nội thằng thác đó. Sao mình che chở được kịp. Dạ. Xin cái gì? Rõ ràng là gì đó. Nói tóm lại cái chỗ này, nói ai mà nói ở thế gian mà cầu hồn thì cái đó là nó không đúng với chánh pháp. Ừ. Còn ai muốn hiểu muốn nghe sao đó quyền ta. Dạ. Chứ bây giờ cái nghề nghiệp người ta mình không biết sao nói. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Chứ còn thì bên chánh thì không có vụ đó. Dạ. Ừ, vậy rồi thì do thời lượng cũng có hạn cô chú anh chị, thì bữa nay được Quỳnh Nga chia sẻ cũng như giải thích thêm về cái vấn đề của cô Quen. Thì nói chung thì mọi chuyện thì nó giống như cái người đời hay nói là chuyện đâu còn có đó, cứ suy xét cho kỹ rồi mình hả bình luận. Giờ thì em xin kết thúc chương trình tại đây nha. Cảm ơn Quỳnh Nga đã chia sẻ nha. Rồi. Dạ rồi, chào tạm biệt cô chú anh chị nha. Hẹn gặp cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Dạ, chào Quỳnh Nga nha.